Ở đây mình đang có 3 con robot hút bụi cao cấp nhất mà các bạn có thể mua được tại thời điểm mà mình làm video này, chính hãng ở tại Việt Nam ha. Ở đây là mình có Dreamy X40 Ultra là con cao cấp nhất của Dreamy. Ở đây là Roborock S8 Maxi Ultra cao cấp nhất của Roborock. Và đây là Depot X5 Pro Omni cao cấp nhất của Ecovac. Thì ở trong cái video này mình muốn so sánh cho các bạn coi cả 3 con robot này về tính năng hút bụi nè, lau nhà và những cái tính năng tự động hóa. Thì liệu con robot nào nó khác biệt ra làm sao và các bạn cần những cái tính năng như thế nào thì những con robot này đáp ứng được tới mức nào. Bây giờ thì thôi không nói nhiều nữa, mời các bạn coi video này ha. Các bạn thông cảm vì video này nó hơi nghẹt mũi một chút nha. Mình mới vừa cảm xong cho nên là tiếng nó hơi kỳ một xíu. Theo như mình tham khảo thì hiện nay ở Cellphone X đang bán chính hãng cả ba con này luôn ha. Thì đối với lại S8 Maxi Ultra là giá đang cao nhất 25,9 triệu. Đối với lại Depot X5 Pro Omni thì là 22,7 triệu. Và X40 Ultra là 24,7 triệu. Ngoài ra thì các bạn có thể ghé qua Cellphone X, họ có khá là nhiều những mẫu robot hút bụi từ cao gấp tầm trung cho tới giá rẻ luôn. Thì nếu mà các bạn cần thì các bạn có thể ghé qua. Thường thì nghĩ tới Cellphone X người ta hay nghĩ tới điện thoại nè, máy tính nè, nhưng mà robot hút bụi và những cái đồ dọn dẹp thông minh thì ở Cellphone X cũng có luôn nha các bạn. Về khả năng hút bụi thì con Roborock S8 Maxi Ultra này lực hút tối đa mà nó có thể đạt được là 10.000 pascal. Con của Dreamy là 12.000 pascal và con của Ecovacs là 12.800 pascal. Thì nếu mà chỉ xét về số không thì cái con Ecovacs nó có cái khả năng lực hút cao nhất. Tuy nhiên các bạn để ý là đây là cái mức lực hút tối đa thôi. Và theo mình ha thì lực hút tầm 10.000 trở lên là gọi là dư giả cho những cái dòng phân khúc flagship, cái dòng cao cấp rồi. Và đôi khi á, với cái mức lực hút rất cao như thế này, các bạn cũng không dễ dàng thấy được cái sự khác biệt đâu. Tại vì trong cái tình huống mà dọn dẹp đa số mà chúng ta hay dọn bình thường á, con robot này được sinh ra là để hút bụi và lau sàn. Nó không được sinh ra để mà dọn như là máy hút bụi cầm tay. Cho nên á, là cái lực hút lên rất là cao á, thì không phải lúc nào các bạn cũng thấy được cái lợi ích của nó một cách rõ ràng. Chủ yếu á, là với những cái vết nào mà nó cứng hoặc là những cái vật nào mà nó hơi to á, thì lúc đó các bạn mới thấy được cái sự khác biệt thôi. Còn lại á, khi mà mình test thực tế cả ba con này thì cái việc hút bụi của nó ha, bất kể là sàn thảm nè hay là sàn gỗ và cả sàn gạch thì tụi nó đều làm tốt như nhau hết. Và đặc biệt là sàn thảm thì cả ba con này đều làm cực kỳ tốt luôn. Thế thì về khả năng hút bụi á, thì những con robot này nó khác nhau ở những chỗ như thế nào? Chủ yếu á, là nó khác nhau về những cái tính năng tự động hóa và những cái tính năng nâng cao. Ví dụ ha, đối với lại con robot của Dreamy á, thì nó có tính năng xòe chổi và xòe dẻ. Con của Roborock á, thì nó không có xòe dẻ nhưng mà nó có xòe chổi và nó có thêm một cái dẻ phụ. Trong khi đó, con Depot X5 Pro Omni á, thì nó chỉ có tính năng xòe dẻ thôi, nó không có tính năng xòe chổi. Thì nói về cái tính năng xòe chổi này, đây là một trong những cái cải tiến, một trong những cái nâng cấp mà mình đánh giá là rất hữu ích ở trong năm 2023 và cả năm 2024. Tại vì thường á, các bạn để ý là những năm trước á, thì robot nó không dọn được cái góc vuông cạnh tường. Và khi mà những con robot thế hệ mới nó xuất hiện, nó có tính năng xòe dẻ và xòe chổi, nhất là xòe chổi, thì khi mà nó xòe chổi ra, nó sẽ vươn sát vào trong cái góc vuông cạnh tường hơn và cái diện tích thực tế mà nó có thể quét được thì nó sẽ cao hơn. Và trong ba con này ha, thì hiện nay á, là có mỗi con Depot là bị thiếu tính năng đó thôi, là hơi tiếc. Nhưng mà cũng phải thừa nhận là bởi vì con này nó ra cũng khá là lâu rồi. Và có thể trong khoảng, mình nghĩ là đầu năm sau á, thì Depot họ sẽ có một số con khác với cái tính năng xòe chổi cho dòng X này. Nhưng mà ít nhất là tại Việt Nam, thị trường chính hãng ha, thì Dreamy và Roborock là đang có lợi thế hơn về vụ xòe chổi. Có một điểm khác biệt nữa cũng liên quan tới chổi, nhưng mà là chổi chính, là cái chổi mà nó sẽ xoay liên tục ở cái phần dưới của robot đó các bạn. Thì đối với lại Roborock á, thì trong khoảng 2-3 đời gần đây thì họ sử dụng cái cơ chế là chổi xoay kép. Trong khi Ecovac và Dreamy thì họ chỉ xài một chổi xoay mà thôi. Nhưng mà lại một lần nữa thì trong những cái tình huống sử dụng thông thường mà mình test qua con robot này ở trong nhà mình á, thì mình thấy là nó không có sự khác biệt nào quá đáng kể hết. Mục đích của Roborock khi mà họ làm ra cái chổi xoay kép này á, là để nó có thể hút được bụi gọn gàng và nó có thể hút vào được sâu hơn. Nhưng mà bình thường những cái bụi mà chúng ta hay để hút sàn á, thì nó chỉ là bụi nhỏ thôi hoặc là cùng lắm là tóc thôi. Cho nên là mình thấy là về cái chổi chính thì cả ba con này đều sẽ tương tự như nhau ha. Ngoài ra thì cái chổi kép nó sẽ hiệu quả với những cái vật mà nó có kích thước hơi lớn một chút. Tuy nhiên cái tình huống sử dụng thực tế của mình, ví dụ như mình đổ mấy cái bánh cereal các thứ thì khi đó mình sẽ dọn ngay lập tức. Mình sẽ lấy cái máy hút bụi cầm tay mình hút nó vào, chứ mình không phải là để con robot nó đi qua. Cho nên là cái tình huống này thì theo mình là một cái bổ sung nhỏ thôi, nó không phải ảnh hưởng quá nhiều tới cái quyết định mà các bạn cần phải suy nghĩ về chuyện là con robot nó có hút sạch hay không. Có một điểm mà mình đánh giá cao ở con Roborock S8 Maxi Ultra đó là nó có tích hợp cái dao vào bên trong cái khu vực đầm bên dưới con robot á, để nó tự động cắt cái tóc mà vướng vào trong chổi. Và sau khi nó cắt xong thì nó sẽ hút gọn vào trong cái hộp đựng bụi của robot ha. Con Depot cũng vậy, con X5 Pro Omni này nó cũng có những cái răng lược để nó gỡ tóc ra. Nó không phải là cắt hoàn toàn nhưng mà nó gỡ ra. Còn đối với lại Dreamy á, thì họ có luôn hẳn một cái chổi gọi là chổi tri-cut
và nó tích hợp dao bên trong. Tuy nhiên cái chuỗi Tri-Cut thì Realme họ lại bán rời, chứ họ không bán kèm theo những con robot này. Có thể là tùy thời điểm các bạn mua mà họ sẽ khuyến mãi thêm, nhưng mà cơ bản là nó là một cái thiết bị bán rời chứ không phải là đi kèm sẵn nha. Cho nên là về cái khả năng cắt tóc này thì mình đánh giá là Roborock và Ecovacs thì làm tốt hơn so với lại Realme. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái khả năng hút bụi. Thì tóm lại với cái khả năng hút bụi thì mình đánh giá là Realme và Roborock đang nhỉnh hơn so với lại Ecovacs. Chủ yếu là bởi vì robot của Realme và Roborock thì có cái tính năng xòe chổi, còn con của Decod thì không có. Bây giờ mình qua tới tính năng lau nhà ha. Thì ở trong cái ba con robot này có con của Realme và con của Ecovacs là sử dụng cơ chế chổi xoay. Trong khi đó Roborock thì họ vẫn trung thành với cơ chế lau rung, họ đã có từ mấy năm nay rồi. Trên cái dòng cao cấp của họ thì họ vẫn xài cái cơ chế lau rung. Chứ còn những cái dòng T là cái dòng tầm trung và cận cao cấp của họ thì họ đã chuyển sang sử dụng lau xoay rồi nha các bạn. Thì đối với mình cơ chế lau xoay hay là lau rung thì ở thời điểm này nó đều tốt như nhau. Ngày xưa lau xoay nó có một cái hạn chế, đó là nó sẽ để lại cái vết nước ở trên sàn, tại vì nó áp xuống sàn không có đủ mạnh. Nhưng bây giờ thì cái tình trạng nó đã không còn nữa, từ những dòng tầm trung ha cho tới những dòng cao cấp như thế này. Cho nên là về độ sạch khi mà lau nhà thì lau rung hay là lau xoay nó cũng sẽ tương tự như nhau thôi. Riêng đối với lại Roborock thì họ không có cơ chế xòe dẻ, tại vì cái dẻ phía sau nó là một cái dẻ cố định, nó là lau rung mà các bạn. Thay vào đó thì Roborock họ có thêm một cái dẻ nhỏ nữa, nó sẽ nằm ở bên hông. Và mỗi khi mà con robot này nó đi sát vào trong cạnh tường thì thay vì hai con kia thì nó xòe cái dẻ ra, con này thì nó sẽ xoay cái mình và nó đưa cái dẻ sát vào bên trong hơn. Tuy nhiên thì mình vẫn thích cái tính năng xòe dẻ của con Realme và Ecovacs hơn so với lại cái dẻ nhỏ nhỏ của Roborock. Tại vì mình đánh giá là khi mà nó đi sát vào cạnh tường và nó xòe như vậy thì hai cái dẻ lớn nó sẽ cho cái diện tích dọn dẹp được lớn hơn, diện tích lau thực tế nó lớn hơn so với lại cái dẻ nhỏ nhỏ của con Roborock. Theo như mình đoán là có thể tới năm sau là Roborock họ cũng sẽ chuyển sang sử dụng cái cơ chế lau xoay cho cái dòng cao cấp của họ luôn, hoặc là chuyển sang con lăn giống như là mấy cái máy lau sàn gì đó, chứ họ cũng sẽ không có duy trì cái lau rung này nữa. Hồi xưa cái thời mà con T8 của Ecovacs mới về Việt Nam thì người ta cũng rất quan tâm về cái tính năng lau rung. Nhưng bây giờ thì Ecovacs họ đã bỏ hoàn toàn lau rung rồi. Realme hồi xưa mình nhớ lâu lắm rồi cũng có một con lau rung, nhưng bây giờ cũng bỏ rồi. Bây giờ tính ra thì lau rung còn có mỗi Roborock thôi, và chắc là họ cũng sẽ sớm chuyển sang lau xoay, tại vì tất cả những dòng khác của họ lau xoay hết rồi. Tóm lại ha, về cái tính năng lau nhà thì mình đánh giá là con Realme và con Ecovacs mình thích nó hơn bởi vì cái tính năng xòe dẻ. Mình đánh giá là nó reach được cái cạnh tường tốt hơn và cái diện tích lau lúc đó nó cũng sẽ rộng hơn so với lại con của Roborock. Rồi, tiếp theo là về khả năng tự động hóa. Ở trong ba cái dock của con robot này thì tụi nó đều tốt như nhau. Cả ba đều có một cái bình nước sạch và một bình nước dơ, tính năng tự động giặt dẻ bằng nước nóng, tính năng tự động sấy dẻ và tính năng hút bụi từ con robot chứa lên tháp. Cả ba con này cũng đều có như nhau hết luôn. Và cái cách sử dụng hay là cái tình huống sử dụng thì nó cũng tương tự như nhau, mình cũng không thấy cái sự khác biệt quá nhiều. Và chưa kể là cả ba con robot này đều có cái bộ cấp xả nước tự động, để nếu như mà nhà bạn nào giống nhà mình là các bạn thi công sẵn cái đường nước đó, là lúc các bạn không cần phải đi thay cái bình nước sạch và bình nước dơ này luôn, nó sẽ càng nhàn hơn và rảnh rỗi hơn nữa. Và cái việc dọn nhà lúc đó đúng nghĩa là các bạn quên nó đi, cứ tới giờ là con robot nó hoạt động thôi. Tuy nhiên ở trong cái phần tự động hóa của dock thì con Roborock này nó có một cái nhược điểm là nó khó vệ sinh cái khay giặt dẻ hơn. Con của Ecovacs và con của Realme các bạn có thể gỡ cái khay giặt dẻ ra rất là dễ luôn. Gỡ ra xong rồi mình đem đi xịt rửa nó thôi. Ngoài ra riêng đối với lại con của Realme nó còn có thêm hai cái cần gạt cạo bên dưới nữa. Thì cái cần này nó sẽ xoay và nó đánh cái nước dơ lên hiệu quả hơn, để lúc mà nó hút cái nước dơ lên thì nó sẽ ít có bám cặn bẩn xuống cái đáy hơn. Cho nên mình đánh giá là về cái tính năng tự động hóa ở trong dock thì mình vẫn thích con của Realme nhất, sau đó là con của Ecovacs và cuối cùng là con Roborock. Ngoài ra cả ba con robot này cũng đều có tính năng tự động phát hiện coi là cái nước dơ đó nó có bẩn quá hay không. Nếu mà dơ quá đó thì nó sẽ tự động giặt dẻ thêm một lần nữa, và nó cũng ra lệnh cho con robot tự động quay lại cái vị trí mà con robot mới về làm việc đó các bạn. Tại vì nó xác định được chỗ đó là dơ mà, cho nên là nó sẽ tự động làm chuyện đó luôn. Các bạn sẽ không cần phải đi kiểm tra thủ công, và các bạn cũng không cần phải lấy app ra để mà điều khiển một cách thủ công nữa. Robot nó đã tự làm chuyện đó rồi ha. Về những cái tính năng khác ở những con robot này thì gần như là tụi nó đều giống như nhau hết các bạn. App thì mình vẫn đánh giá là Roborock nhỉnh hơn, tại vì cái thiết kế của cái app Roborock nó rất là dễ xài. Sau đó là Realme và cuối cùng là Ecovacs. Về thiết kế của robot thì gọi là đẹp thì cả ba con đều đẹp, nhưng mà riêng đối với lại con của Ecovacs thì nó hơi khác biệt một chút. Đó là nó có thiết kế hình chữ D, nó không quá vuông ha. Như cái đời X2 năm ngoái mình xài thì nó hơi vuông vức một chút,
chứ lên con X5 Pro Omni thì đúng nghĩa là chữ D luôn. Thì nó có nghĩa là nó sẽ đi sát vào những cái cạnh tường hơn một cách hiệu quả. Tuy nhiên á, thì mình vẫn đánh giá là với cả những con robot tròn hiện nay thì cái tính năng xòe dẻ của nó là đã giải quyết được cái góc vuông cạnh tường rồi, cho nên là hình dáng tròn hay là vuông thì nó không phải là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên có một điểm liên quan tới hình dáng của con X5 Pro Omni mà các bạn cũng cần phải để ý á, đó là hình tròn á, thì vô được là sẽ ra được. Nhưng mà với cái hình chữ D này á, có một số tình huống á, nó vô được nhưng lúc ra nó không biết ra như thế nào. Chẳng hạn như là các bạn có một số cái chân ghế mà rất sát nhau ha, thì đôi khi á, mình có để ý là con X5 Pro Omni này nó có thể bị kẹt lại bên trong đó và mình phải đi tới mình gỡ nó ra. Đây là một tình huống mà nó bị kẹt đó. Có một cái chân bàn với một cái chân ghế ha, thì con X5 Pro Omni nó bị kẹt ở đây, nó không đi được và nó báo lên điện thoại của mình. Trong khi đối với lại con Realme X40 Ultra và Roborock S8 Max V Ultra thì khi mà mình chạy test ở trong nhà mình á, là gần như không bao giờ bị cái tình trạng của robot bị kẹt luôn. Ngoài ra còn một tình huống nữa mình để ý, đó là ở trong nhà mình á, có rất nhiều loại thảm ha. Cái thảm mà mình đang đứng ở phòng làm việc thì mọi con robot đều có thể xử lý ngon. Nhưng mà riêng có cái thảm mình dùng ở toilet á, thì con robot của Realme và robot của Roborock nó có thể nhận diện được cái thảm này và nó đi qua bình thường. Nhưng riêng đối với lại con của Ecovacs á, thì nó đi qua cái thảm đó, nó lại bị kẹt. Nó không nhận diện ra được cái thảm đó nha. Nó có một cái gì đó rất là đặc biệt ở cái cảm biến của con X5 Pro Omni làm cho nó không đi qua được cái dẻ này. Thì đó là một cái điểm mà các bạn cần phải để ý. Thật ra thì cái cách giải quyết thì đơn giản thôi, mình đổ cái thảm đi là xong. Nhưng đó cũng là một cái điểm khác biệt mà trong quá trình test mình nhận ra, thì mình sẽ phải nói cho các bạn biết để các bạn lưu ý về phần này. Sau một thời gian trải nghiệm á, thì với cả ba con robot mà mình đang có ở đây thì mình vẫn thích nhất là con Realme X40 Ultra. Tại vì nó cân đối được giữa mức giá và tính năng. Con Realme X40 Ultra không phải là con rẻ nhất, tuy nhiên về cái tính năng của nó thì có thể xem là đầy đủ nhất và nó hoạt động rất là hợp với lại cái căn nhà của mình. Nó không có bất kỳ vấn đề nào mà mình phải lưu tâm tới hết. Và nó cũng giống như là cái con hiện nay mình đang xài chính trong nhà mình là con Realme L20 Ultra, là cái con của năm ngoái á, thì nó vẫn hoạt động rất là hoàn hảo, chỉ là nó không nhiều tính năng như là con X40 Ultra này thôi. Còn đối với lại con của Roborock và con của Ecovacs á, thì mình thấy là tụi nó cỡ cỡ như nhau. Tại vì có thể là con này nó thiếu tính năng này thì con kia nó lại có. Thì hai con này á, sắp xỉ của tụi nó là đều như nhau hết. Và cái khả năng dọn dẹp của tụi nó có thể xem là 1:9, 1:10. Nhưng mà để xét nét là giữa con Roborock S8 Max V Ultra và con Ecovacs X5 Pro Omni này thì mình thích con nào hơn, thì mình sẽ thích con S8 Max V Ultra của Roborock hơn. Tại vì cái khả năng di chuyển của nó ít có bị kẹt hơn. Nó không có bị cái vấn đề lạ lạ khi mà đi qua cái thảm rất là đặc biệt ở trong nhà mình. Mình không biết cái thảm nó có gì đặc biệt nha. Thảm đó vợ mình mua Shopee bình thường thôi. Mọi con khác đều qua được mà không biết sao con Ecovacs không qua được. Ngoài ra thì S8 Max V Ultra nó có cái tính năng xòe chổi, là cái tính năng mà mình rất là thích. Thì đó là một trong những cái ưu điểm của những con robot xòe chổi, là nó sẽ đi được sát vào cái cạnh tường và đảm bảo được chuyện nó xảy ra một cách tự động. Đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video này. Và nhắc lại thêm một lần nữa là nếu mà các bạn cần mua robot hút bụi thì các bạn có thể ghé qua Cellphones ha. Tất cả những dòng robot phổ biến hiện nay ở trên thị trường chính hãng, từ giá rẻ nè cho tới tầm trung cho tới cao cấp, thì ở Cellphones đều có hết. Mình sẽ để cái link để các bạn có thể tham khảo ở bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.